Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hậu trường cảnh hôn của cặp đôi Hạ Tiên Sinh lưu luyến không quên, hôn đến 9 lần chưa xong. Trên phim là thế, nhưng hóa ra ở ngoài đời, cặp đôi của Hạ Tiên Sinh lưu luyến không quên lại cho cả ekip ăn cẩu lương với nụ hôn 7 lần chưa xong. Dù gần kết thúc, Hạ Tiên Sinh lưu luyến không quên vẫn lan tỏa sức hút của mình bằng các clip hậu trường siêu ngọt của Hồ Ý Hoàng và Ngụy Triết Minh, hai diễn viên chính trong phim. Thật sự cả hai ngôi sao đã hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, đem đến một Hạ Kiều Yến đầy nam tính lạnh lùng bên ngoài, nhưng bên trong ấp áp và bác sĩ Tần Dĩ Duyệt thông minh xinh đẹp hết phần thiên hạ. Mới đây dân tình tiếp tục quắn quéo với clip hậu trường cảnh hôn của Hồ Ý Hoàng và Ngụy Triết Minh, khi mà cả hai phải mất tới 9 lần mới có thể đạt được nụ hôn hoàn hảo nhất. Vì đã quen và thân thiết cùng nhau, Hồ Ý Hoàng và Ngụy Triết Minh không có lấy một chút ngại ngùng. Cả hai còn chỉ cho nhau động tác nào mới diễn tả được đúng vẻ tự nhiên của một cặp đôi đang nảy nở tình yêu. Hạ Tiên Sinh lưu luyến không quên sẽ hẹn khán giả với tập cuối vào thứ hai này nhé. Hạ Tiên Sinh lưu luyến không quên, phim không có ngôi sao nhưng vẫn siêu hot. Hạ Tiên Sinh lưu luyến không quên, dù không có diễn viên lưu lượng tham gia đóng chính, nhưng vẫn có sức lan tỏa mạnh liệt, khiến khán giả ngày đêm mê mệt. Dù không có nhiều diễn viên lưu lượng đóng chính, kinh phí cũng không hẳn lớn, nhưng tại sao Hạ Tiên Sinh lưu luyến không quên lại khiến khán giả mê mệt đến vậy? Đầu tiên, kiểu nữ chính bánh bèo chắc chắn là gia vị mà khán giả gặp nhiều trong thể loại phim ngôn tình. Nhưng với Hạ Tiên Sinh lưu luyến không quên, nữ chính Tần Dĩ Duyệt, Hồ Ý Hoàng thủ vai lại mang đến những sắc thái thú vị, cảm giác tò mò, muốn khám phá tính cách của cô nàng qua từng tập phim. Là một bác sĩ tâm lý cho trẻ em, Tần Dĩ Duyệt cực kỳ thông minh và hoạt bát trong công việc và có những pha xử lý đi vào lòng người. Tuy nhiên khi trở lại là một cô gái đáng yêu, Dĩ Duyệt lại tỏ ra ngại ngùng e thẹn cực kỳ dễ thương, giống như bầu bạn gái lý tưởng của bao chàng trai hiện nay. Bên cạnh đó, ngoại hình sáng máy quay, kiểu tóc mái xinh xắn của Hồ Ý Hoàng thật sự là một điểm nhấn khó quên, đem lại thiện cảm cho khán giả xem phim, khác biệt hẳn với kiểu nữ chính phổ biến hiện giờ. Ngoài ra, nếu không có cậu bé Tiểu Bảo do Tôn Tư Trình thủ vai, chắc chắn Hạ Tiên Sinh lưu luyến không quên cũng chỉ đi theo mô típ của hàng loạt các phim ngôn tình khác, đầy những cảnh xến sẩm mà chẳng có lấy một chút gì đó khác biệt. Vậy mà nhân vật Tiểu Bảo đã giúp Hạ Tiên Sinh lưu luyến không quên xua tan đi điều đó, làm cho bộ phim trở nên cân bằng hơn. Bởi vì ngoài mối liên kết tình cảm của hai nhân vật chính, chúng ta còn vô cùng ấn tượng với khát khao được có một người mẹ yêu thương hay những hành động hết sức ngộ nghĩnh đáng yêu của Tiểu Bảo. Điểm trừ duy nhất của bộ phim có lẽ chính là Ngụy Triết Minh trong vai Hạ Tổng. Ở một số cảnh phim, nam diễn viên sinh năm 1990 còn khá đơ và hạn chế trong việc biểu lộ cảm xúc. Dù vậy, đôi khi cái đơ đó của Ngụy Triết Minh lại diễn tả rõ nét một Hạ Tổng khô khan nhưng dần mở lòng hơn khi rơi vào lưới tình của nữ bác sĩ tâm lý Tần Dĩ Duyệt. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.